Ơi, cho các ông xem nàng đào đây này. Tôi tính sơ sơ nói thật ra là mà cũng phải hàng triệu cây. Hàng triệu cây mỗi năm. Mỗi làng đào nha, mỗi làng đào. À, thì các làng đào trên cả nước thì chắc là nó rơi vào chục triệu. Số lượng là thế. Nhưng mà còn dân mình thì thường là mua những cái loại con này này. Đấy. Đây thì là thấy các bạn ấy báo những cái dòng này là gọi là dòng bonsai ấy, mấy trăm ấy. Còn hàng cành ấy kìa. Cành thì một nhà có thể 2-3 cây. Các loại con này này. Còn các cái loại to này lên là tiền triệu rồi. Đấy. Đây như các bạn là mua là những cái cành loại cành này này, mấy chục đây, còn cái loại này là mấy trăm. Gọi là hàng dòng đào bonsai. Đấy, cái loại như này thì một nhà kéo mua 2-3 cành. Đấy các bạn là mua cái loại con này. Buôn thì thường người ta cũng là buôn các cái loại con này. Loại cành này cũng cắt đây này, xong hoặc là cả cây. Chứ còn ít người ấy cái hàng như thế này. Hàng như thế này là tầm nói chung là tầm mấy triệu đến từ 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu, chục triệu hơn. À, mua cái thước mà đi cả làng mới mua được cái thước. Đấy, nàng đào đây này, hai bên đây này. Đây này. Còn các cái loại kia là đào rừng. Lấy về để ghép. Đấy, các bạn thì thường là hay chơi cái loại này. Hoặc là hàng bonsai. Lúc đây cũng thế. Đang bảo là lấy cái thước để đo thì còn cái hàng này. Đấy, lúc trước cũng báo cho mọi người là các cái hàng này là lấy số lượng thì nó cũng rơi vào tiền triệu rồi đấy. Đây này. 900, 1 triệu. Tùy theo số lượng như thế nào, tùy theo nó đều như thế nào. Đây, đào đây. Hai bên đây. Rất nhiều đi vào trong trong rừng sâu, vùng xa nữa, rất nhiều. Đấy, con kia nó cũng phải mấy chục triệu đấy. Đây, lúc đấy bà chị bà ấy đỗ lại, bà bảo là cây này bao nhiêu tiền. Đây, thước đây. Ông tiến hành luôn đi xem là thùng xe như thế nào. Đi cả láng mua được cái thước. Tiền thì chả có. Đây không phải Nhật Tân, đây là Thường Tín. Đây, cho các bạn nhìn cây này. Đây. Đây. Con này được cái là tán nó rất là tròn. Nếu mà cái cỡ này thì chắc cả làng tôi đi mỏi dép đi được mới thấy một cây này. Khách nấy ở đây. Đùa đâu. Đây. Ông này cũng 1m6 ấy, chứ không phải họ nhà Tam Mao đâu. Nếu họ là nhà Tam Mao thì thường là rất bé ấy. Ông này cũng 1m6 hơn đấy. Đây, tán nó rất là tròn. Đấy thì thường là lúc đấy ông bà chị kia bà cũng hỏi, bà bảo là cây này bao nhiêu tiền. Thế là bà bảo có mấy triệu thôi. Thế là mình bảo là không phải mấy triệu mà gấp 10 lần thế. Bà bảo thế thì chỉ có chó nó mới mua. Thế bảo chị còn lấy cái suy nghĩ của chị thì chắc là chỉ có chơi cái bọn này thôi. Chỉ có chơi cái bọn này thôi. Tại thu nhập bình quân đầu người có mấy triệu ấy. Thì không thể hiểu được có những người ta thu nhập hàng mấy trăm triệu hoặc tỷ một tháng. Đây cây này đây. Mẹ nó to à. Tán được bao nhiêu rồi? Chỉ lấy cái tán bé thôi, còn cái tán to thì 2m rưỡi à? 2m rưỡi thì đi được còn gì nữa? Đi được đấy. Đã tìm được xe à? Và trong Nam cũng là bảo là đi xe cẩu thì tốt nhất, đi từ đây vào trong Nam đi xe cẩu thì chết. Ừ thì nói chung là cẩu thì chỉ quanh miền Bắc này thôi, đi vào trong Nam tiền cẩu quá tội. Nhưng mà nói chung là dân ở trong Nam thì người ta ấy hơn, người ta chịu chi hơn. Mấy cả nói chung nó do cái thu nhập của các bạn nữa, thu nhập của các bạn mà. Còn con này nếu mà muốn mà thành phẩm đây mà từ lúc ấy như thế này là đến lúc mà ấy nữa thì cũng phải tầm mấy năm nữa. Tay xong rồi nuôi tay, xong rồi nuôi răm ấy, cái tay sang này này. Đấy, xong rồi nuôi răm, nuôi chi.
Thì cây này bây giờ nếu mà kiểu cái phôi như này ấy, định giá ở đây thì mười mấy hai mấy thôi, hơn chục triệu, 20 triệu gì đấy. Nhưng để lên dăm lên chi thì thêm 1-2 năm nữa thì nó nảy lên mấy triệu bạc ấy. Có cái cây, nói chung là cả cái làng này là cái cây đầu tiên mà mình ấy, là từ đấy trở đi là nhìn những cây này nó cũng khá là bèo bọt. Ông ấy cho thuê luôn 50 triệu. Tôi mới bảo là mẹ các bạn thì xem nai hay các thứ này thì muốn là mua đất, mua đất xong xây nhà xưởng, ông cho thuê theo hàng tháng ấy. Nhưng ở đây nó dịch vụ là cứ mỗi năm, như cái cây mà đầu tiên mình quay ấy, thuê cho thuê nguyên, cho thuê là 50 triệu. Xong rồi đến khoảng tháng 2, tháng 3 là người ta đến địa chỉ cái nhà thuê ấy, người ta lại lấy về, người ta lại trồng. Năm sau người ta lại cho thuê 50 triệu, 60 triệu. Nó tùy cái mức độ chịu chi, nguyên tiền thuê, sợ thật. Con này thì tán nó to à. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó thỏm luôn. Mờ quá không nhìn thấy à? Mờ quá thế thì chắc là do mạng, hoặc là cái mạng của các bạn ấy. Mạng của các bạn ấy. Anh ơi cho em hỏi mai đỏ loại tầm 60 đến 80 phân giá đắt không anh? Nếu mà giá số lượng ở đây thì có mấy chục. Tức là giá số lượng không phải là ở đây mà là kiểu bọn tôi ấy nhập về ấy, mấy chục thôi. Thì cũng phải xem là như các bạn thì là lấy được số lượng như thế nào. Mai đỏ còn hôm qua cái Thủy nó còn bảo là về, sắp tới về cái mai đỏ lục bình cơ. Cũng sợ đấy. Thế nào hôm qua tôi mới bảo ấy, thế để đây không sợ người ta đào trộm mà. Thứ nhất là cam kia, cam ông này ông bảo là cam đâu rồi, đéo thấy cam đâu, à đây cam đây. Ông bảo là cái trại nợn này là trại này là đang ở đây. Mấy cái thứ hai là có cam. Mấy cái thứ ba nữa là như các bạn biết này, cam này này. Mấy cái thứ nữa là ở cái đường này này, toàn bà con là ấy ấy, mấy cả ăn trộm thì thường là người ta nhổ những cái cây con này này. Đấy, chứ còn nếu mà như cây này nếu mà muốn trộm ấy thì phải đào đào bầu, đào biếc. Xong rồi cẩu, nửa đêm cẩu đến đây chứ có phải là ăn trộm là ấy đâu. Trộm về xong rồi người ta bán thành gốc phôi chứ. Nói chung là nếu mà trộm được cây này thì phải bảo gia chủ là đánh bầu cho tao đi đã, xong rồi nửa tiếng nữa rồi tao gọi cẩu đến tao trộm, kiểu vậy. Nhưng mà muốn trộm được cây này có phải là đơn giản đâu. Mẹ phải bầu biếc xong rồi chằng buộc, quấn tán xong rồi gọi cẩu trong đêm ấy. Chứ có phải là muốn trộm là trộm được đâu. Tiền đấy, đây cũng là tiền đấy, nhưng mà muốn trộm có phải trộm được đâu. Nếu mà thế nha, những ông nào trộm nha, tôi khuyên nha. Bảo ví dụ như là những cây đào 30 triệu ấy thì thôi, tao hôm nay tao dự định trộm của mày đấy, mày để dưới gốc 5 triệu rồi tao lấy tiền đi cho nó gọn. Chứ không lấy được cây, cây nặng lắm, tao lại phải gọi cẩu nó mất thời gian. Vậy trộm bây giờ là phải người ta chỉ lấy tiền thôi. Còn như các cái dòng này, dòng bonsai này, xong rồi các thể loại, ông kêu bảo không sợ trộm mà thì tôi cũng sợ trộm, nhưng mà thứ nhất là cả cái khu này, cả làng người ta là làng đào ấy. Thì hàng xóm thì có cái đầu ra nhưng không, người ta không trộm. Cái thứ hai kiểu người ta làm ăn tử tế thì người ta nghĩ thì việc trộm. Tiền thì cây của nhà hàng xóm thì mình đi trộm để làm cái gì. Cái thứ hai nữa là muốn trộm được thì có phải là đơn giản đâu. Một cái cây to như này có phải là bê được đâu. Còn nếu mà trộm bình thường như các bạn ấy thì như các bạn trộm chứ không phải như các bạn. Thì nói chung là thứ nhất là không có đầu ra, mấy cái thứ hai nữa là về nó hỏng hết. Nó phải đánh bầu, đánh biếc cẩn thận, xong rồi gọi cẩu nữa. Trộm cây có cối này mẹ còn phụ thuộc vào cái đầu ra nữa chứ có phải là đơn giản. Ê, lại đi. Cây của ông ấy lại đi vòng, bây giờ đi đỉnh đéo nào bây giờ quên mẹ đường. Cái làng đào này tấp vào đây bây giờ quên đường. Là xem cây nào. Không phải thế mà tán to. Đo rồi đúng không? Thước mày cầm chưa? Đấy, tôi bảo mua thước ấy, cứ ngồi ước lượng thì làm sao mà nó chuẩn được. Ừ. Phải mua thước. Đây đây này, cho các bạn đường nào ấy thì thôi cho các bạn đi xem con bàn tay Phật. Con bàn tay Phật nữa. Đấy, giải quyết cho các bạn cái vấn đề ăn trộm chưa? Không sợ trộm mà ấy. Ra đây này, người ta sợ trộm cho nên người ta xích đây này. Xích. Đấy, xích. Hai người kiểu hai người bê. Các bọn chậu này là 2-3 người bê, ví dụ bọn này này, 2-3 người bê. Còn nói chung là người ta cẩn thận thì người ta cứ xích vào chứ.
các cái bọn này này. Cho nên là các bạn sẽ thấy là cái tầm Tết này, không những bà con ở các nơi khác là bà con còn dựng lều, dựng lát, ngủ ở ruộng ấy. Còn cái loại ý mà nếu mà để dưới đất thì không sợ trộm, chứ còn mẹ đánh bầu ra là cũng ghê đấy, cũng sợ trộm phết đấy. Đánh bầu cũng để lên đường này, là cái cẩu mà nó đi qua là nó chỉ việc nó gắp, đúng không? Mời ông sơi tôi dọn hết ra rồi, đánh bầu đánh viếc chẳng buộc cẩn thận hết rồi, ông chỉ việc ông gọi cẩu đến xong rồi ông cẩu. Nhưng bây giờ muốn ăn trộm một phát là ngoài việc gọi cẩu ra là còn phải thuê người đánh, đánh bầu xong rồi đánh vầng xong rồi bó tán bó tiếc chứ. Còn nói chung là cái vấn đề là có của thì cũng phải lo nghĩ cách giữ. Nhưng mà thường thì những cây to ấy, muốn ăn trộm được nó cũng có đơn giản đâu. Đây, bà con đào rừng đây này. Đấy, hôm nay cho các bạn đi từ từ thôi nha. Đấy, đào rừng. Đá cái làng đào xong rồi. Đây. Về đây thì nếu mà các bạn muốn buôn thì các cái vườn nó còn thì nó vẫn có biển ấy. Đào trắng này. Nhà nào đang phun thuốc trừ sâu, ông thì ông đang phun. Cho các bạn xem cây mà tôi thấy ưng nhất nha. Nhưng mà người ta cho thuê rồi. Thuê 50 triệu rồi. Thuê 1 năm 50 triệu. 1 năm thuê 1 tháng. Thì người ta cứ cho thuê một đấy. Đúng cũng hơn tháng. Tầm đến là đầu tháng 2. Mẹ giỏi nhỉ. Cho thuê 1 tháng rồi 50 triệu. Nhưng mà thực ra là được 50 triệu này còn mất cái công xe đến chở ấy, nếu mà từ đây lên Hà Nội nữa lại mất chuyến cẩu. Thì trừ các chi phí đi là chắc là 40. Đút túi cái, tức là cái người mà cho thuê là 40. Còn cái ông mà thuê thì mất mẹ 50 triệu một tháng. Hai bên. Đây cái đường này đường máng. Gọi là cái đường gọi là cống thủy lợi ngày xưa này. Cấp nước. Bây giờ nếu mà không có cái này thì là bà con phải khoan giếng. Như ở các cái vùng tôi ấy là không có ấy, là người ta phải khoan giếng, phải khoan. Từ từ đến hết chỗ này cho nó đỡ nguy hiểm rồi. Rồi tôi lại cho các ông xem đào. Vậy hôm qua 2-3 cái video, 3 video đào. Nó tắt tiếng đúng một ngày, không cho các ông nghe thấy tiếng. Từ từ ra cái chỗ cây đào rồi tôi đọc bình luận xong tôi trả lời các ông. Các cái hàng nhỏ nhỏ, tại vì cái bạn kia bạn hỏi là anh ơi chỗ anh mai đỏ mà cây cao tầm này có nhiều tiền không, thì thực ra là các cái hàng ấy vẫn phải nhập Trung Quốc xong rồi bán thì như cái tầm Tết mới cả kiểu mình bán như này ấy, thì chỉ bán số lượng thôi, 110 120 cả. Thế tao vừa báo người ta có 30. Không có à? cái ngày xưa là tôi là cái kiểu hàng mình ưa là ưa cái hàng kiểu hàng dễ trần ấy. À thế à? Báo mẹ 30. Đấy 30. Đâu. Đây bà con này. Đấy, kiểu Tết này xong rồi các cái hàng bé ấy mình cũng chả để ý. Bây giờ hỏi tôi các cái loại cành này tôi cũng chả để ý đâu. Mẹ đến khi các ông cứ hỏi thế là tôi quay cho các ông xong rồi. Ấy nó mất thời gian cũng có giải quyết được đâu. Càng những hàng bé càng khó làm. Hàng bé không thấm vào đâu nha, nhưng mà như kiểu mình ấy. Đây lúc nãy mấy cây này đẹp, rất là đẹp, nhưng mà tôi cũng chưa quay được. Một ngày bận lắm. Đây. Mua đi. Đấy, đẹp chưa? Mua đất luôn. Ông ơi cháu đi trước đây. Đấy, nàng đào đây, hai bên. Số lượng rất là nhiều. Thế tôi bảo là tôi quay thì cứ quay thôi, chứ còn nếu mà việc bán hàng thì cái thủy nó phải bán. Mình không nắm được xong rồi giá riếc đấy. 10 triệu. Cây ông đang đánh. Ở đây ấy. Ở đây rồi tí nữa tôi để ngồi đấy tôi nói với mọi người về cái vấn đề là cái đào gốc ghép hay là cái đào nguyên. Đây ví dụ như cây này 10 triệu này. Đấy. Đào nguyên đi. Đào người trồng từ bé ấy. Cả cái làng đào. Đây cây này là cây bàn tay Phật đây. Đây bà con vẫn xen canh nha, có những nhà vẫn trồng lì, trồng quất.
trồng quất về đây thì có những xe người ta về lấy đào ấy, nó cũng bán được quất, nhưng mà so ra các cái vùng chuyên canh quất như bọn tôi thì lại là chuyện khác. Ờ, ngay đây thôi, cách đây khoảng tầm, chỉ khoảng tầm lên đến cái cống kia kìa, nó chỉ khoảng tầm 20-30 mét thôi, nhưng mà ở trên đấy là phục vụ cái việc bán lẻ. Đợi đào đây, đây nở bung bét luôn. Ở trên đấy là phục vụ việc bán lẻ, ở dưới này thì tả thập cẩm các loại cỡ đo to cỡ bé, nhưng mà người ta là bán buôn. À, đang phun phóng đây này, con này bị nũa, bị nũa thật. Đấy. Phun này, ui trời, phun hết vào mặt mình. Trông ngu ngu ấy, nhưng mà đi đường một lần là biết hết. Đi đường một lần là đi là không bị nạc. Đây, bàn tay Phật đây. Cho các ông xem cây bàn tay Phật. Nhưng cây này, nói chung là cây này tôi chỉ ưng thứ 2, thứ 3 thôi. Nhưng nó không thể là cái cây ưng nhất được. Cây ưng nhất phải là cái cây ở ngoài kia, người ta cho thuê 50. Bàn tay mẹ con tròn kia tán nó to kinh, nên cái răm nó dài lòng ngoằng như gì ấy. Nhưng con này cái kiểu cái nó cũng khá hoàn thiện này. Con này thì bé, con kia thì nó ghê. Đấy các bạn nhìn đây này. Đấy, bàn tay Phật đây có 5 ngón đây này. Đấy. Bán hết rồi, bán 3 4 cây to này rồi. Mày đi tự rồi mà xem. Ừ, 2 mét. Còn cái ngọn kia thêm hơn mét nữa, 3 mét. Nhưng mà cái phần ngọn này không biết là có ấy không. Mày giơ tay lên chỉ 1.9 mét thôi. Không được 2 mét đâu. Ừ thì đứng cho mày xem. Đây còn cái bọn này thì nó to hơn, nhưng mà kiểu cái tay ấy, mấy cái tán nó chưa ấy. Đây tại sao mà bảo bàn tay Phật nó có 5 ngón. Đấy. Đây nó có 5 ngón đây này. Đấy. Còn mua một cây thì thứ nhất là cái độ to của thân này, cái dáng cái thế. Tay tao là lên đây là 1.9 mét, thì lên đây là 2 mét. Đấy mày tự mày ước lượng. Tức là một cái cây đẹp ấy, một cái cây đẹp ấy thì là nó phải hội tụ giữa cái dáng cái thế mấy cái tay dăm chi. Đấy, còn gốc nó là một chuyện. Còn các ông cứ Nghệ An, ông kia ông bảo là thua đào đá Nghệ An hết mấy thế nọ thế kia thì đây này, cái này này. Cái này nó là nếu mà bệ của nó thì nói chung là nó rơi vào khoảng tầm 30 phân. Thua đào đá Nghệ An hết mấy cả thua đào ở đâu thì nói thật ra là tôi cũng chả biết được. Cứ các ông cứ ở Nghệ An các ông vỗ ngực. Vỗ ngực. Kiểu vậy ấy, cứ mình cứ Nghệ An là chê hết những cái đào của các nơi. Tôi thì ví dụ như là đang đào, tôi đang đứng ở Thường Tín đây thì nói chung nó to do tay nghề mấy cái do giá cả rồi các thứ. Nhiều khi các ông có đặt cái trường hợp là tại sao mà cái đào đá Nghệ An của các ông gọi là số má hay là đẹp nhất thế giới, đẹp nhất vũ trụ, nhưng mà tại sao các ông không bán được không? Còn tại vì là các bạn không chịu hạ cái tôi xuống. Thường là những cái người người ta có tiền hay là người ta tỷ phú hay là người ta số 1, người ta thế nọ kia, người ta chả cần phải khẳng định nó là đẹp nhất, nó là thế nọ thế kia. Nó thể hiện bằng cái cách ví dụ như bán được hàng này. Đấy, bán được nó thì nó phải kết hợp giữa cái đẹp ấy, chứ còn người mua thì người ta không khôn. À người mua thì người ta không ngu. Cái người bán cũng không ngu, người bán không ăn nhầm. Những người mua ở một chừng mực nào đấy người ta cũng không ngu. Nếu có tiền thì người ta mua thì người ta không ngu. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là đào đá Nghệ An đẹp mấy thế nọ thế kia thì chắc chắn là nó sẽ cháy hàng. Và giá bán của người ta thì giá bán được cao. Nhưng cái cây này thì nói chung kể cả đào đá ở đâu đi chăng nữa thì cái gốc, nguồn gốc của nó mấy cách làm thì chắc nó cũng tương tự, hơn nhau ở cái kỹ thuật thôi. Cách làm đây là còn cứ khẻ nhau, cứ dọa mấy cả đào lọ đào kia mới là số 1. Thật. Nói chung là một sản phẩm nó đẹp thì nó từ cái phần gốc ấy, xong rồi tay tán, xong rồi giá cả. Người ở Nghệ An mà muốn bán ra ngoài này thì thứ nhất là phải cạnh tranh bằng giá. Giá về đây là nó phải rẻ.
về đây nó rẻ. Còn đôi khi ở đây thì với Nghệ An thì chăng nữa, thì ví dụ như là ở Nghệ An các bạn 10 thì ở đây nó cũng 8 thôi, 8 hoặc 9 ấy. Đấy khiêm tốn là 8, cái cho là 8 đi, thì giá của các bạn ở đấy thì làm sao nó phải phù hợp. Còn nếu mà lên Nhật Tân, người ta làm được cái thương hiệu ấy, mẹ đắt lắm. Thứ nhất là đắt, còn tôi cũng không biết là đẹp hay không, mình cũng không dám nói là đào Nhật Tân xấu hay thế nọ kia, nhưng mà người ta bán được giá. Tại vì thủ đô ấy toàn chức sắc ở trên ý ấy. Toàn chức sắc. Đấy là nói về cái vấn đề nó gọi là các bạn làm thương mại như nào. Chứ còn cái đẹp thì phải do cái người bên ngoài người ta đánh giá. Cái tài năng của các bạn cũng vậy, phải do người bên ngoài người ta đánh giá. Chứ các bạn thì các bạn hay vỗ ngực lắm, con các bạn cũng giỏi. Còn hàng xóm thì toàn con, toàn bọn ngu hết. Thật, nhưng mà khi mà so sánh lại bảo tại sao con người ta thế nọ thế kia, con mình toàn thằng thế nọ thế kia. Đấy, đào đây, giới thiệu mọi người là cái làng đào. Chưa có tên trên bản đồ đâu, nhưng mà số lượng cũng khá là nhiều. Nhưng nếu mà các bạn mà không biết về đào thì cũng không biết là ở, ví dụ như ở Thường Tín có làng đào ấy. Tại vì thế cho nên tôi bảo là chưa có tên trên bản đồ. Chứ còn nếu mà ở các làng đào thì người ta cũng biết ở đây cái số lượng mấy các thứ là cũng nhiều. Cách làm mấy các thứ thì để hôm sau tôi chia sẻ nhá. Cái này cũng rất là đẹp này. Giá rẻ, nó cũng rẻ rẻ. Bán cây giá sao nói chung là khó bán lắm. Trên TikTok này thì các bạn hỏi giá thì báo giá thì nó cứ thông thốc đi, xong rồi cũng có bán được đâu. Tôi bảo các cái video như ở trên TikTok với phát thì có thể 1000 người xem, nhưng mà để bán được trực tiếp thì nó khó lắm. Xong rồi báo giá công khai, xong rồi thế nọ thế kia, mà ngày Tết hôm nay báo một kiểu ngày mai lại sụt xuống. Cho nên là gọi là quay cho mọi người cái mô hình, xong rồi việc mua bán trực tiếp thì cái thủy nó gửi ảnh từng cây. Chứ ở trên TikTok hỏi thì nhiều, nhưng mà có dẫn đến đấy đâu. Nhiều cỡ, nhiều tạng, xong rồi việc ví dụ như các bạn mua bán như thế nào, mua bao nhiêu cây hay là mua cái loại nào. Còn các cái hàng này thì mười mấy triệu, tùy theo cây nó dáng thế như nào ấy. Đấy, đào này. Còn thường là như kiểu ở trên TikTok thì thường là các bạn ấy cứ hay bảo mình quay cái này là báo giá cái này. Nhưng mà muốn mua là chỉ mua cái loại này thôi này. mua lại là này. Con làm gì có tiền đâu. Người có tiền người ta ít xem TikTok đâu. Thôi được rồi, tôi ấy đây. Giải quyết xong cái vấn đề đào nha. Xong rồi nói những cái vấn đề liên quan. Cố gắng chí thú mà làm ăn. Mình nói thế rồi các bạn tự ái. Nhưng mà thực tế là phải làm thì mới ấy được chứ. Đây, đẹp không? Bàn tay Phật này. Mọi người hỏi để biết ông nói cho họ biết quay làm gì. Quay để quảng bá, quay để tâm sự. Còn nói chung là như kiểu ở đây ấy, thì nó tùy từng cây. Ví dụ như các cái cây to như tôi quay này, nó tùy từng cây. Xong rồi cái thứ hai là nó tùy theo từng ngày, cái thời điểm. Bây giờ các bạn hỏi tôi cây này thì tôi bảo là bán rồi. Bán rồi thì các bạn hãy đè tôi ra bảo là cho cái giá. Nhưng mà bán cho người ta rồi, người ta còn vấn đề người ta tặng biếu hoặc người ta mua đi bán lại nữa, làm sao mà báo giá cho các ông để chả giải quyết cái gì. Mọi người hỏi giá thì cũng chỉ một là để biết, hai là có nhu cầu thì muốn mua đúng không? Cái này bán rồi, xong cái nữa là bán cho khách rồi thì hỏi cũng chả giải quyết gì. Đi. Còn các cái loại to mới bé này. Vườn nhà em đó à? Mẹ cứ muốn hỏi giá nhá. Nhưng mà ví dụ như các cái loại như thế này ấy, thì có những vườn thì nói thật ra là 10 triệu cái loại này này. Nhưng mà có những vườn thì nếu mà mua được số lượng thì 4-5 triệu. Đấy. Đây này. Hỏi bây giờ các ông cứ bảo là hỏi giá, quay cái gì cũng hỏi giá, không có mua được mẹ đâu thật. Mấy cái thứ hai là nó liên quan đến cái vấn đề như thế. Ví dụ như là có cùng là cái cây như thế này, cùng là gốc như thế này, cùng là tay tán như thế này. Các bạn mua ngoài chợ là 15 triệu hay là 10 triệu. Có những nhà ở đây người ta cũng bán 10 triệu rồi. Không phải mang lên trên hội chợ kia người ta cho thêm cái chậu vào người ta bán 12 triệu. Ví dụ như là các bạn mua 10 cây, 20 cây thì có những nhà ví dụ tìm ở đây thì nó chỉ 3-4 triệu, 4-5 triệu. Những cái tay nó lại chết cơ. Đi vào sâu bên trong ấy thì là những cái tay này này nó khô, nó chết. Đấy thì là rẻ hơn. Thậm chí trên mạng khéo người ta còn báo có 1,5 triệu, 1,8 triệu. Đấy, còn cái vấn đề mà ví dụ như là nói cho mọi người tại sao cùng cái gốc như này, mùi dăm cái chi chẳng hạn, nó lại rẻ hơn hay thế loại thế kia thì tôi nó đại ý như thế. Ô mẹ, trên TikTok này cái gì các ông cũng hỏi giá nhưng có dẫn đến đéo đâu. Báo giá là thành phá việc làm ăn của người khác ấy. Đúng không? Không giải quyết gì. Đó là để xem để hôm nào chuyển đi cây này. Đẹp không? Nói chung là báo giá sơ sơ cho các bạn thì nó cũng tiền chục đấy. Không phải cây này phẹt phỡn đâu.
tiền chục đấy, không phải là có mấy triệu đâu. Hỏi cho vui thôi, có mua đâu. Thật sự là nó kiểu như là tôi sợ là cái việc báo giá ấy, nó ảnh hưởng đến người khác. Mấy cái thứ hai, ví dụ như cái ông nào ông ấy thiết tha thì ông ấy mua, người ta khác. Ví dụ như tôi quay cái này mà ông nào ông muốn mua thì ông ấy chụp ảnh màn hình, ông ấy hỏi giá cái thủy riêng hoặc thế nọ kia ấy. Đôi khi mình báo giá công khai thì mẹ báo giá cao thì chúng nó chửi là lãi lắm lãi nời. Xong rồi mình báo cái cây này, ví dụ như là cây này chẳng hạn, và giả dụ như là tôi báo ví dụ như cây này là 10 triệu chẳng hạn, giả dụ như thế, thì là cái thằng khác nó bảo là đào ở Linh Bình với các thứ có, hoặc là ở Nghệ An vừa quay đây đây còn chưa biết là quy mô thế nào, đã bảo Nghệ An là số 1 mấy cả thua đào đá Nghệ An hết mấy thế nọ thế kia, nó rất là khó. Chỉ có gây mỗi mâu thuẫn thôi. Mình báo giá van 10 triệu thế nào, các đơn vị khác nó bảo là ở tao có 4 triệu. Mẹ báo cam thế, cam ở tôi 50, nó bảo là ở quê tao có 5.000 với 10.000. Cha giải quyết cái mẹ thật. Không báo giá thì bảo đây là cam đường canh, ở quê tôi như thế nọ thế kia thì còn được. Vòng đi. Vòng đi cho các bạn cách đây khoảng tầm mấy chục mét này. Đây cũng là cái vùng sản xuất đây, còn nói chung là giá. Vòng về ngược lại đường này. Đấy, nó có nhiều cái lỗi khổ chứ có phải là cứ người ta hỏi là mình bảo đâu. Tao không cầm chìa khóa xe ở đây. Đấy, đẹp chưa? Thôi được rồi, đi ra nhá. Bán rồi. Có ông thích gọi tôi làm cái mẹ gì thì gọi. Tôi chỉ biết là đây như cây này này, tôi bán cho khách rồi đấy. Còn mua bán hay là cò kiếc hay thế nọ thế kia thì tôi cũng chả biết được. Tùy các ông thích, các ông gọi cái kiểu mẹ gì thì gọi. Tôi chỉ biết là tôi đóng góp cho các ông như thế thôi. Nếu mẹ bây giờ mình không báo giá thì cũng chửi, mà báo giá thì cũng chửi. Còn bây giờ ví dụ như là cây, tao có cây tao bán cho chúng mày, tao bán cho cái người ta muốn mua. Mẹ cứ lặng lời làm cái gì? Cuộc sống gặp với nhau mẹ cứ lặng lời, đau hết đầu. Đúng không? Cây này đây này, đố thằng nào dám bán nữa đây. Đấy. Còn 2-3 hôm nữa, 2-3 hôm nữa là bắt đầu xếp xe. Còn hầu như cái năm nay ấy, năm nay tôi chỉ bán những cây nó xuất sắc thôi. Định quay cho mọi người cái cây cho thuê 50 triệu nhưng mà thôi. Đây đi lên trên đường máng không, đi dọc ra. Còn ông nào ở đây nó mới biết. Là xem nào có phải cây ý, là bán rồi. Đây. Còn đây các bạn muốn ấy thì như thế này. Còn bình thường cái người ta không đóng góp cho cuộc sống ấy thì người ta hay chửi tôi nha, thật. Nhưng tôi cũng chỉ đóng góp như thế thôi. Cái người ta muốn mua là người ta mua của mình ấy. Thì mình tìm cây hoặc là mình bán cho người ta, thế là hết đóng góp rồi. Còn nhiều người ở đây thì người ta sản xuất như thế nhưng mà cũng rất là muốn mình quay cho các cái bà con người ta tìm đào ấy. Người ta biết là cái vùng này chuyên sản xuất đào để đến. Mà toàn bọn kiểu ở trên mạng, tôi nói thật tôi chỉ đóng góp như thế thôi. Mẹ nó cứ lặng lời, nó cứ bảo mình cỏ thế cái thứ đau hết đầu. Trong khi hỏi mình đéo bán cơ, thật. Thôi nghỉ nhá. Thôi tôi đi về đây.